Đạp gió 2023. Tạo hình của Chipu ở vòng công diễn năm Đạp gió 2023 gây tranh cãi. Nhiều cộng đồng mạng Việt nhắn nhủ Chipu và Stanis Hoàng Cu rằng nếu có thể, hãy đổi kiểu tóc cho cô ở vòng công diễn năm. Lý do nào khiến mọi người lại không ưng tạo hình này của nữ ca sĩ? Trong một buổi trò chuyện với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, Chipu đã tâm sự rằng cô muốn mỗi lần xuất hiện trên Đạp gió 2023 lại một phong cách diện mạo mới mẻ khác biệt. Cứ nhìn những tiết mục của Chipu là thấy ngay, màn ra mắt thì lộng lẫy như một đóa hồng, tới bài Si Tình thì nữ tính dịu ngọt, ca khúc Romery thì đậm chất cổ điển, còn màn trình diễn Muốn Đi Biển lại ngọt ngào lý lắc. Chính vì cộng đồng mạng đã quen với việc Chipu dù có thay đổi tạo hình nào cũng rất xinh đẹp, nên lại càng kỳ vọng vào vòng công diễn năm để xem cô viện biến hóa sang hình tượng gì. Chẳng ngờ khi Chipu lộ diện với mái tóc đết nhiều lọn nhỏ, được cho để trình diễn trong phòng đi đấu thứ năm, cộng đồng mạng lại xảy ra tranh cãi. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người thẳng thừng cho biết không thích kiểu tóc này của Chipu và khuyên cô nên chọn một style làm tóc khác. Lý do vì khán giả nước này vẫn thích hình tượng nữ tính ngọt ngào chứ không phải côn ngầu cá tính, nên cho rằng Chipu kém xinh khi tết bím nhỏ. Thêm vào đó, cộng đồng mạng Việt còn lo rằng tóc đết mang hơi hướng Ricknock rất dễ bị xem là chiếm dụng văn hóa, như Jennie Blackpink cũng từng vướng rắc rối. Tuy nhiên cũng có người cho rằng Chipu cùng Stanis Hoàng Cu chắc hẳn có lý do để tạo hình này, vì còn tùy thuộc vào ca khúc cũng như concept của màn trình diễn nữa. Hiện giờ trên trang cá nhân của Hoàng Cu có nhiều lời nhắn nhủ để nam Stanis đổi kiểu tóc cho Chipu, tránh bị mất điểm trong giai đoạn nước rút trong hành trình Đạp gió 2023.